Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, yếu tố cung mệnh hay cung phi là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu để xem tuổi kết hôn của hai vợ chồng có phù hợp nhau hay không. Dựa vào năm sinh, người ta chia nam nữ có 8 cung khác nhau, bao gồm cung Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn. Nếu hai tuổi của hai vợ chồng mà ở trong nhóm sinh khí, phúc đức, thiên y, phục vị thì rất tốt. Điều này báo hiệu một cuộc hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, công danh sự nghiệp phát đạt. Ngược lại, cực kỳ xấu nếu tuổi của hai vợ chồng thuộc vào nhóm ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mạng. Cặp đôi khôn đốn, công danh sự nghiệp bất thành, nguy hiểm hơn có thể tai ương, tật ách, thê thảm, nửa đời sinh ly, căn kiếp đa chuân lận đận, duyên nợ lìa tan. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những người thuộc cung Càn lấy cung nào thì được lộc trời cho, lấy cung nào thì bị phạm sinh ly tử biệt. Nội dung chương trình sẽ phân tích chi tiết và chỉ ra từng tuổi cho quý vị nắm rõ và lựa chọn cho mình một người vợ, người chồng được hợp mệnh để có được cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Một, chồng cung Càn, vợ cung Đoài thuộc sinh khí là tốt. Cặp đôi này nên duyên chồng vợ thuận hòa, gia đạo êm ấm, chuyện đối nội đối ngoại đều chu toàn. Chồng cung Càn mà lấy vợ cung Đoài thì hạnh phúc bền lâu, vợ chồng có số phú quý, đặc biệt người vợ có tướng ích phu lợi tử, cuộc đời giàu sang phú quý hơn người. Chồng cung Càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1944 Kỷ Sửu, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung Càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Chồng cung Đoài 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão. 2. Chồng cung Càn, vợ cung Khôn thuộc phúc đức diên niên. Chồng Càn vợ Khôn là cặp đôi hoàn hảo, hai người nên duyên phúc đức dồi dào, tài lộc dư dôi, cuộc sống ấm no. Hai người này kết hôn với nhau thì có lộc làm ăn buôn bán, tiền tài nhiều như nước, cơ ngơi bề thế, có điểm báo nhiều tiền sản. Chồng cung Càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Khôn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung Càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. Chồng cung Khôn 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Giáp Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Giáp Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ và 2016 Bính Thân. 3. Chồng cung Càn, vợ cung Cấn thuộc thiên y là tốt. Xem tuổi vợ chồng, cặp đôi Càn Cấn ở bên nhau sẽ gặp nhiều may mắn, tình cảm ngày càng nồng đượm, tình yêu thăng hoa, tài lộc vượng phát. Càng về lộ vận thì càng có lộc, đối nội đối ngoại đều chu toàn, cuối đời an nhàn hưởng phúc. Chồng cung Càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu,
1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ Công Cấn, 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý, 2017 Đinh Dậu, 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý và 1981 Tân Dậu. Vợ Cung Càn, 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Chồng Cung Cấn, 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. 4. Chồng Cung Càn, vợ Cung Càn thuộc phục vị là tốt. Hai người này tuy lúc ban đầu nên duyên chồng vợ chưa tích lũy được nhiều tài sản, nhưng người xưa có câu thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Chẳng thế mà từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng Cung Càn đã làm nên sự nghiệp. Tuy nhiên, số phận hai vợ chồng phải tới tuổi trung niên mới dần an ổn, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng khai. Chồng Cung Càn, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi và 2012 Nhâm Thìn. Vợ Cung Càn, 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. 5. Chồng Cung Càn, vợ Cung Trấn thuộc ngũ quỷ là xấu. Với cặp đôi chồng Càn vợ Trấn, duyên nợ lận đận kém suôn sẻ, hai vợ chồng chưa thực sự hài hòa và tìm được tiếng nói chung. Cuộc sống sau hôn nhân khó bề hạnh phúc, về tình cảm bất ổn, chuyện tình bạc cũng khó khăn, gia đình dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Chồng Cung Càn, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ Cung Trấn, 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Vợ Cung Càn, 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. Chồng Cung Trấn, 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. 6. Chồng Cung Càn, vợ Cung Tốn thuộc họa hại, xấu nên hai vợ chồng thuộc cung mệnh này thì cuộc sống hôn nhân nhiều điểm báo chẳng lành, tốt về đầu tư nhưng sau này có điểm ly tán, đời sống không mấy thuận hòa, có khả năng tan vỡ. Chồng Cung Càn lấy vợ Cung Tốn, hai người dễ làm nhưng gây nhiều tổn thương cho nhau, khó có được hạnh phúc bền lâu. Chồng Cung Càn, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ Cung Tốn, 1935 Ất Hợi, 1944 Giáp Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 1926 Bính Dần. Vợ Cung Càn, 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất.
Trong cung Tốn, 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mộ Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bình Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. 7. Chồng cung Càn, vợ cung Khảm thuộc lục sát, xấu. Theo tử vi ngày nay, cặp đôi phạm phải lục sát, vợ chồng dễ xung khắc ly tán, duyên phận có nhưng không dài, đến được với nhau nhưng chưa chắc đã nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Chồng cung Càn là 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân, 2013 Quý Tỵ. Vợ cung Càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Chồng cung Khảm 1927 Đinh Mão, 1936 Bính Tý, 1945 Ất Dậu, 1954 Giáp Ngọ, 1963 Quý Mão, 1972 Nhâm Tý, 1981 Tân Dậu, 1990 Canh Ngọ, 1999 Kỷ Mão, 2008 Mậu Tý và 2017 Đinh Dậu. 8. Chồng cung Càn, vợ cung Ly thuộc tuyệt mệnh là xấu. Cặp đôi chồng Càn vợ Ly gặp nhiều chuyện không may, dễ vướng phải sầu thảm buồn bã, duyên kiếp vợ chồng kém sắc, tình cảm khó lòng bền vững trăm năm. Có yêu thì nói rằng yêu, đừng để đến khi không còn cơ hội mới luyến tiếc hôn nguôi. Chồng cung Càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Ly 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung Càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Chồng cung Ly 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu và 2018 Mậu Tuất. Trên đây là 8 cặp con giáp cung Càn lấy các cung khác, các hung của từng cung đã chia sẻ ở trên. Vậy là cách nào để hóa giải những cặp con giáp lục sát, họa hại, ngũ quỷ, tuyệt mạng này? Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi có tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì phạn sự tùy duyên. Trong phong thủy để tăng phúc trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm vào những cung xấu, thì các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như là Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, tăng phúc trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm vào những cung xấu này, giúp cho cuộc sống được an bình và hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cặp vợ chồng thuộc cung xấu, cả đời vất vả, họa vô đơn chí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.